Ốc gạo bà con ơi, ốc gạo bà con biết hết rồi phải không bà con? Nhưng mà ốc gạo ta thấy nó rất là tốt. Nhưng mà riêng có một số người, có một số mình ở này vui lòng không ăn được ốc gạo bà con à. Bởi vì ăn ốc gạo vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người không nên ăn ốc gạo, là những người có bệnh tiểu đường, huyết áp cao, người có bệnh thận, người có bị ho, hen, say xỉn, nhiễm khuẩn gung, nhiễm khuẩn sán, lá gan, sán lá ruột, sán màng, dị ứng, gút, viêm khớp. Cho nên vui lòng bà con ơi, đừng có ăn ốc, đừng có ăn ốc gạo. Đó là những người có bệnh tiểu đường, huyết áp cao, người có bệnh thận, người có bệnh ho, người bị hen suyễn, nhiễm khuẩn, dung, lương, sáng, sáng lá gan, sáng lá mút, sáng màng, dị ứng, viêm khớp và gút. Vui lòng đừng có ăn ốc gạo bà con nha. Bởi vì ta ăn ốc gạo này thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi chứ không sao được bà con. Ăn ốc gạo nó tốt cho sức khỏe vì chúng nó có ít nhiều chất béo, nhiều protein, vitamin A, E, K, protein giúp cho hệ xương chắc khỏe, xương chắc tốt hơn, khỏe hơn, làm cho tốt cho tim mạch, tốt cho thần sức khỏe. Mà nó giảm nhiều, nó giảm nhiều, giảm nhiệt cho cơ thể, giảm nóng trong người, tốt quá ha bà con ha. Ngăn ngừa thiếu máu, một tuần nên ăn không quá hai lần, chứ không phải tốt ta ăn bao nhiêu cũng được. Một tuần ta ăn không quá hai lần, mỗi lần ăn một người là 200 gram, không được ăn nhiều hơn 200 gram mỗi lần nha bà con. Trong tuần chúng ta ăn hai lần mà mỗi lần ăn không quá 200 gram. Nhớ bỏ vỏ nha bà con ơi, đừng ăn ốc nha bà con ơi. Nhưng ăn ốc rồi đừng bắt người khác đổ vỏ nha bà con ơi, tội nghiệp lắm. Ăn ốc rồi thì cứ để người ta đổ vỏ, bởi mình trả tiền cho người ta rồi. Đó là ăn quán, ăn quán. Chào bà con nào nào, xin chào.